Hôm nay em giới thiệu đến các bác một số dòng USB của nhạc gốc này, nhạc trên xe ô tô, rồi nhạc theo yêu cầu tùy các bác. Thì trong thời gian vừa qua em đã giới thiệu rất là nhiều USB em đã sao cho các bác rồi. Thì thứ nhất là để đáp ứng theo yêu cầu của các bác thì hôm nay em sẽ giới thiệu này. Thứ nhất, USB của bên em cung cấp cho các bác thì đa số là dòng 32GB. Các bác nào thích 64 cũng có, 128 cũng có. Nhưng các bác nên sử dụng 32GB thôi, hợp lý thôi. 32GB để các bác đọc thoải mái quá nhiều rồi. 32GB đối với video cũng nhiều lắm rồi, chứ chưa cần nhất thiết. Và với cái mức giá 32GB thì đối với lại nhạc gốc thì bên em vẫn để cho các bác là 350k một chiếc. Video nhạc chạy trên xe ô tô cũng 350. Và kể cả là USB 32GB nguyên nhạc nhé, không có hình ấy. Nhạc hình, nhạc số rồi là nhạc gốc đều giúp giá 350. Thì cái số lượng nó chênh nhau ở chỗ này này các bác chú ý em này. Nếu như đối với lại nhạc lốt nhé, nhạc gốc ấy, thì dung lượng mê của nó toàn 340 mê một bài thôi nhé. Bên đây là em đã tính dung lượng. Còn là một số nhạc hình cho ô tô, nhạc hình cho ô tô thì cũng phải tải ở những cái trang cái dòng nhạc nó cao và phải đưa về cái chế độ đọc, nó chế độ đọc nét nhất để cho các bác có dùng chế độ ô tô, chứ không thể tải 4K thì ô tô không thể đọc được rồi. Đấy, cái vấn đề bây giờ là nó liên quan đến cái vấn đề bản quyền của một số dòng nhạc. Các bác muốn tải nhạc hay thì bắt buộc các bác phải có tài khoản vào, phải có tài khoản tải nó mới hay được. Hoặc là ví dụ như những album nhạc gốc hàng ngày em giới thiệu cho các bác đấy, rất nhiều bác lấy nhạc gốc rồi. Nhạc gốc là nhạc nó đọc chất lượng, như các bác mua những chiếc đĩa gốc, cái đĩa gốc của bác bây giờ mua phải 300-500 nghìn một cái đĩa gốc rồi, nhưng nó chỉ được 10-15 bài thôi. Nhưng mà đây mua một USB của em 32GB nó được mấy nghìn bài nhạc gốc thôi. Nhạc gốc thì cái nhạc gốc thì em đã giới thiệu cho các bác rồi, cái giải pháp đọc đĩa nhạc gốc thì bác có thể cắm qua TV đưa xuống bộ dàn âm thanh nha các bác, hoặc là những chiếc đầu giải mã nhà các bác có cổng cắm USB để các bác dùng, được chưa? Cái thứ hai là đây em giới thiệu luôn này vào cái vấn đề nhạc gốc này. Nói đâu vào đấy này. Thì trên này có em, bác nhìn này, cái máy của em này. Tất cả các ổ này em đều là do là chứa nhạc. Do chứa nhạc nó đầy, nó đỏ rực hết. Nhạc mấy video nó nhiều lắm, nó đỏ rực hết. Cái nhạc này nó phải có bên em tải, nó không phải là có trước mắt mà có được cây đâu các bạn. Không phải các bạn click lên bước tải MP3, MP4 trên đấy. Cái nhạc đấy nó nghe nó không phải là nhạc chất lượng cao. Cái giá thành của cái USB các bác cầm về là tất cả những dòng nhạc đấy là dòng nhạc bên em tải đều là nhạc chất lượng cao hết, chứ không phải là nhạc vớ vẩn. Còn nhạc vớ vẩn thì lại rẻ lắm ạ, bác tự tải cũng được chứ chẳng cần phải bọn em, được chưa? Thì em báo rồi, USB 32GB tất cả đều 350.000. Còn các bác nào muốn thấy kênh khác có rẻ hơn thì các bác cứ đến điểm khác mà lấy được, có khi có 280 hay là 320 cũng có đấy. Nhưng mà nó liên quan đến cái chất lượng của dòng nhạc các bác nhé. Thứ nhất là về đối với file nhạc gốc thì bên em có rất là nhiều đây, tổng hợp về giải trí đây. File nhạc gốc thì rất là nhiều. Nhạc gốc thì các bác nhìn đây. Em sẽ quay lại gạch cho các bác một chút này. Vì em đang tải, đang copy nên em phải di chuyển nhẹ. Đây, đối với nhạc gốc của em này thì gồm có nhạc gốc của một số dòng như Giao Linh, Hoàng Anh, rồi Hoàng Trúc Linh, tóm lại là tất cả những dòng nhạc cổ từ những 70 trở về trước. Hai nữa là nhạc nước ngoài này. Đây, nhạc nước ngoài các bác nhìn nó cả dãy. Để em cho cái lít nó xa xa cho các bác nhìn nhé. Để em chỉnh lại một chút để cho các bác xa xa các bác nhìn nó dễ. Đấy, các bác nhìn này, lít này. Nó dài đây. Đây là nhạc nước ngoài này. Các bác nhìn cái album của em này. Đấy, nó chạy nó dài như thế này các bác nhìn. Được chưa? Đây là nhạc nước ngoài, bác nào thích nhạc nước ngoài em copy riêng nhạc nước ngoài. Được chưa? Đấy, nhạc nước ngoài này. Nó lưu hết trong máy rồi. Nhạc không lời cũng có này. Cả dãy luôn. Được chưa? Và trong những cái này các bác mở ra, trong những cái album này ra nó có, nó đây, mỗi một cái album này nó như kiểu các bác mua một đĩa ấy. Đây là một cái đĩa CD các bác mua mất 300-500 nghìn đấy, nó chỉ có bình nhiêu bài thôi, được chưa? Chứ không phải là như cái USB của em là các bác mua được cả tất cả mấy cái tập này. Đây này, có cả cái tập này thôi. Nhạc nước ngoài, nhạc Việt Nam vào đây, nhạc tuyển chọn lại, Việt Nam tuyển chọn lại đấy. Bác nhìn Việt Nam tuyển chọn chưa, nó bao nhiêu album này, quá nhiều luôn, được chưa? Tất cả những dòng nhạc từ trước đến bây giờ. Và trong những dòng nhạc này thì những bài hát này nó toàn mấy chục mê thôi. Đây, trong này nó còn bao nhiêu, 46 khúc rồi, nhiều lắm. Tóm lại là những bài hát này thì đều được bên em lấy từ nguồn nhạc gốc. Có chú ý vào nhạc gốc đấy ạ, chứ không phải nhạc kinh đâu. Đây này, có nhìn này, tất cả nó liên quan đến 28 này, 36 mê này, 40 mê, chứ không phải đơn giản.
đấy, đây là nhà gốc chất lượng cao, bác chú ý hộ em chứ không nhiều bác lại bảo ô tại sao lại lại được ít như thế rồi thế nào thế kia, nó khó lắm. Đây thế nhá, nguyên nhà gốc rồi đấy, có nhìn chưa, bên em chứa đầy lắm đấy, là em đang nói đến cái nhà gốc. Thì mức giá thì vẫn như vậy, đấy là nhạc gốc, là tất cả những cái nhạc như các bác đang mua là các bác mua. Ngoài ra các bác nào yêu cầu là em sẽ tải nhạc theo yêu cầu cho các bác. Ví dụ như các bác muốn 50 bài hát theo yêu cầu của bác là bác ghi ra giấy cho em. Bác ghi ra giấy bác gửi lên cho em sẽ tải 50 bài hát hay là 100 bài hát theo yêu cầu của bác cũng được, bác ghi ra giấy. Nhưng mà khi tải bọn em tính tiền bằng bài. Tính tiền bằng bài hát đấy. Được chưa? Em tính tiền bài hát chứ tính tiền theo bài hát. Nếu bác nào muốn thì nói em tải theo yêu cầu của bác từng bài hát. Bác muốn tải nguyên karaoke cũng nguyên karaoke, thích kiểu gì được, có hết. Đấy, đấy là đối với nhạc gốc. Ngoài ra thì bên em còn có nhạc dùng cho xe ô tô đấy. Nhạc dùng cho xe ô tô thì báo cáo bác đây. Đây. Đối với mặt nhạc xe ô tô thì nó liên quan đến những cái file các bác phải chỉnh ra nó mới đọc được, chứ không phải đây. Ví dụ đây những nhạc file ô tô này các bác này, một file album của em mở này cho các bác đọc có cả ngày. Riêng nhạc theo xe ô tô thì nó khoảng độ trên 2000 bài, các bác đọc thoải mái đi, trên 2000 bài nhạc chất lượng cao luôn, chất lượng cao USB 32GB. Ngoài ra thì có cả nhạc hình trên xe ô tô luôn. Nhạc hình trên xe ô tô thì các bác chú ý hộ em nhé, không phải nhạc nào bác đưa xe ô tô đọc được đâu. Đây nhạc hình ô tô đấy, nhạc hình ô tô rất là nhiều đấy. Nhạc Morezo, nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc xuân, nhạc dây mix, nhạc vàng, nhạc hải ngoại, rồi nhạc tét loa, có hết, có thích nhạc nào đều có. Đấy. Mức giá thì đã có rồi, kể cả tất cả các loại hài thì có hết, có thích nhạc nào đều có tất ạ, không thiếu gì cả, tất cả đều có tất. Đấy, em mở lên cho bác đấy, chạy. Đấy, ví dụ là dê mix hay cái gì đó đều có tất các bạn. Đây là dòng nhạc cho ô tô, cho xe ô tô. Có cả nhạc vàng trên xe ô tô các bạn. Nói chung là không thiếu gì, nhạc Bolero này, nhạc trẻ này, nhạc trữ tình này, nhạc xuân này, nhạc cách mạng có hết. Đây Bolero mở ra này. Đấy. Bolero. Được chưa? Đấy, Bolero đây là dùng cho chạy xe ô tô. Các bác nào có nhu cầu thì alo em. Mức giá thì 350k một chiếc USB. Nó cái này nó còn liên quan đến USB các bác nhé. USB rất là quan trọng. Nhiều bác cứ ham rẻ để mua những chiếc USB nó hàng chợ đấy. USB bây giờ 32GB 50.000 có. Có chú ý hộ em. Đấy thì em giới thiệu bác nào cần thì nhu cầu lấy USB nhạc hình thì bác báo cho em là USB nhạc hình. Nhắn tin cho em là USB nhạc hình, địa chỉ, số nhà. USB nhạc tiếng thì bác ghi là USB nhạc tiếng cho ô tô nhé. Còn USB nhạc gốc để chạy chuyên nghe các bộ dàn âm thanh cao cấp, nhạc gốc, ghi nhạc gốc cho em. Hiện tại bên em có là USB nhạc gốc này, nhạc lốt ấy, nhạc gốc ấy. Nhạc hình cho ô tô này và nhạc tiếng cho xe ô tô. Mức giá đều như nhau bởi vì là cái dung lượng của cái USB đó đều là 32GB nên bên em tính là tính dung lượng của USB chứ em không tính nha. Em những cái tải vào cho bác, em cứ tải đầy cứng USB cho các bác là được. Cảm ơn các bác.